Ở phần này chúng ta sẽ cố gắng hoàn thành cái demo về Classic Report mà chúng ta đã làm dang dở từ phần 1 tới phần 5. Thì chỉ còn một cái event duy nhất mà chúng ta chưa viết code, đó là cái Stack Selection Screen, đó cũng chính là cái event chính. Thì trước khi bắt đầu, chúng ta sẽ bắt đầu với cái program mà chúng ta đã hoàn thành ở phần số 5, là tạo cái value head. Thì cái xử lý chính sẽ có hai xử lý, là một là tạo một cái fly schedule. Thì dàn bài thì sẽ có ba phần chính. Thứ nhất là chúng ta sẽ tạo một cái work area từ những cái field trên selection screen. Bước thứ hai là chúng ta insert data vào trong table. Bước thứ ba là chúng ta ghi cái kết quả sử dụng lệnh write. Ở phần 2 thì sẽ không nằm trong cái video này, đó là hướng dẫn sẽ là cái việc chúng ta hoàn thành cái phần upload nhiều cái fly schedule sử dụng file CSV. Thì cái này dự kiến sẽ mọi người sẽ làm thông qua cái phần bài tập. Thì hầu hết những cái này trừ cái split ra thì mọi người cần phải nghiên cứu, thì hầu như là những cái câu lệnh syntax mà mọi người đã từng sử dụng rồi hết rồi. Bởi vậy mọi người chỉ cần áp dụng đã có thể hoàn thành chương trình. Rồi, chúng ta hãy ít nhất là hoàn thành cái tạo một cái fly schedule. Chỗ này là cái main program. Chúng ta hiện perform main draw set sync. Mọi người thấy chúng ta đã viết tới 254 dòng code nhưng không chưa tới cái phần xử lý chính luôn đó. Thì cái chuyện này ở ngoài đời là chuyện bình thường. Rồi, thì cái xử lý chính này sẽ có cái dàn bài như thế này. Tôi sẽ copy vô luôn. Trong đó chúng ta sẽ có một cái if kiểm tra cái radiolog tên là create one hay là cái còn lại. Thì nếu mà comment có đó, chúng ta không nên để cái số, nhưng mà muốn để cũng được. Rồi, xử lý đầu tiên là chúng ta sẽ tạo một cái work area có kiểu có thể đẩy thẳng vô cái table được. Bước thứ hai là chúng ta sẽ insert data. Cái bước thứ ba là ghi nó ra ngoài. Thì để tạo một cái work area có kiểu dữ liệu phù hợp để đẩy vào cái bảng insert vào cái bảng SPFLI, thì đơn giản là sử dụng nguyên cái tên SPFLI để làm tên structure luôn. Cái đó thì đơn giản rồi. Tuy nhiên cái phần mà ghi cái insert result ra ngoài chúng ta cần một cái structure riêng để có thể chứa cái kết quả xử lý là lỗi hay là thành công và cái message nó là gì. Vì lý do đó chúng ta sẽ cần phải tạo một cái structure mới. Ở phía bên đây chúng ta hiện tại chưa có một cái kiểu dữ liệu hết. Structure mới begin of type report nhé. Log report đi. Chúng ta gọi nó log report. Rồi. Cũng sẽ tạo luôn cái table type để phòng trường hợp chúng ta cần sử dụng cho tạo cái tham số riêng. Vậy cái field ở giữa thì dự kiến sẽ có, chúng ta sẽ lấy toàn bộ những field của cái bảng SPFLI luôn và cộng thêm hai field nữa là field status và field message, là trạng thái với field cái thông báo. Thì để
Nếu mà chúng ta đã biết là chúng ta cần phải lấy toàn bộ những cái field của cái bảng SPSLi á, thì để tái sử dụng cái bảng đó hiệu quả, thay vì chúng ta phải tạo ra từng cái field trong cái bảng đó thủ công ở trong giữa cái begin với cái end of á. Một cái mẹo á, là sử dụng một cái lệnh gọi là include structure. Nhưng khi sử dụng include này, mọi người chú ý nha, mọi người cần phải kết thúc cái câu lệnh tại ở trên đây. Đây, chúng ta phải tách ra như vậy thì ở giữa chúng ta mới có thể sử dụng include được. Đây là một cái điểm rất là đặc thù, nếu ai sử dụng cái include structure này phải chấp nhận. Cái này khác cái include program mà chúng ta đã học ở bài modularization nhé, nó không liên quan. Cái include này, structure này sẽ giúp mình mang nguyên cái cấu trúc của SPSLi vào trong cái kiểu dữ liệu TI lock report này. Rồi, bây giờ nó đang lấy nguyên cái cấu trúc này. Rồi mình thêm hai field nữa. Thì để thêm hai field này á, chúng ta sẽ sử dụng cái type. Field thứ nhất là field static, có kiểu dữ liệu là C. Field thứ hai là field message, có kiểu dữ liệu là tag 150 đi. Chắc cũng không quá 150 ký tự đâu. Rồi, hơi nhập nhằng ở chỗ này tí, tuy nhiên mọi người cố hiểu tại cái include này nó hơi đặc biệt, nó không thể nào viết giữa cái end với cái begin mà sử dụng dấu phẩy, phải kết thúc cái begin ngay đây rồi lại gọi include rồi lại bắt đầu một cái type mới rồi end ở đây. Nhưng như vậy mà nó vẫn hiểu là đưa cái include structure SPSLi này, tất cả cái field SPSLi sẽ trở thành những cái field đầu của cái structure lock report này. Rồi hai phiêu cuối sẽ là status với message. Nghe có vẻ hơi hơi vô lý nhưng mà nó hoạt động được. Thì mọi người có thể làm thử cho thấy nó hoạt động bình thường. Để mình chứng, chúng ta sẽ tạo một cái item thay bộ đây nhé. Trước khi bắt đầu làm cái điều gì đó nghiêm túc, chúng ta sẽ đặt debug ở đây để xem cái cấu trúc mà chúng ta tạo ở trên đây nó sẽ trở thành như thế nào. Chạy, chúng ta sẽ cho một cái dữ liệu nào đó, ví dụ như like. Sân nhất US San Francisco Spepo 23 giờ 16 giờ. Ví dụ là 200 km đi. Thì chúng ta có thể phải test cái thông số này nhiều lần và chúng ta sẽ sell cái data này lại, sử dụng cái nút sell. Thì mỗi lần chúng ta muốn sử dụng lại, chúng ta dùng cái nút này chọn, chúng ta sẽ lấy được nguyên bộ data này, không cần phải gõ lại toàn bộ. Rồi bấm SQL thử nhé. Rồi chúng ta cùng kiểm tra cái internal table chúng ta tạo. Mọi người thấy nó có đầy đủ các field của SPSLi và nó có thêm hai field cuối là field started với message, đúng như những gì chúng ta dự kiến. Như vậy là cái include này hoạt động được nha. Mọi người tham khảo kỹ cái cú pháp, nó phải kết thúc cái type này ở đây bằng cái dấu chấm, rồi sau đó bắt đầu cái include structure
kết thúc bằng dấu chấm, rồi sau đó bắt đầu một cái tay mới, rồi mới thêm những cái field cần thêm vào. Kết thúc là cái end of turn structure, dấu chấm. Rồi. Rồi chúng ta sẽ bắt đầu tạo từng bước. Thì để chứa cái data để chuẩn bị insert vào table, chúng ta sẽ sử dụng cái lsbfli. Có kiểu dữ liệu đúng luôn là lsbfli, đúng tên bản luôn. Rồi chúng ta đổi lại cái tham số một tí, thêm cho nó cái type. Rồi cái công việc của subroutine này rất là đơn giản nhưng hơi dài. Để tiện chúng ta sẽ dán ở notepad để xử lý nhé. Rồi chúng ta xóa những cái không cần thiết đi. Rồi có một danh sách field. Ứng với cái cấu trúc của bảng SPFLI. Rồi xuống đây. Thì mọi người có hai cách là gọi ra từng cái field như bằng cái dấu gạch như thế này, còn anh thích sử dụng cái kiểu value. Thì đây là cái kiểu pháp mới bây giờ. Rồi, phần còn lại thì chúng ta chỉ copy nguyên C từ các field B này để vào. Thêm những cái dưới đây nữa chứ. Ở đây có những field dưới đây nha, copy hết toàn bộ. Cái xử lý này khá là đơn giản, chỉ đơn giản lấy tất cả view trong màn hình bỏ vô cái structure thôi. Thì nãy anh thực hiện quá nhiều thao tác, thực ra chỉ mang tính chất là để mau chóng copy từ phía trên xuống dưới đây mà không cần phải gõ từng cái thôi. Bước thứ hai là insert data. Cái bước insert này sẽ sử dụng cùng cái work area vừa nãy.
changing của nó sẽ là changing cái log table, có nghĩa là cái kết quả xử lý có thành công hay thất bại. Chúng ta tạo luôn cái subroutine cho phần abort nhé. Cái log report này thực ra sẽ là một cái mà mình sẽ sử dụng chung giữa cái thằng upload lẫn cái thằng create. Bây giờ chúng ta sẽ không để ở trong cái if else này mà chúng ta để ngoài luôn. Nó đều sẽ sử dụng cái là tay report, cái internal table mà chúng ta đã chuẩn bị trên đây để output data. Có nghĩa là ở phần upload chúng ta cũng phải viết sao tất cả dữ liệu sẽ output qua cái log report này. Thì hiện tại chưa có cái này, chưa có hai cái chưa cái subroutine output log report này. Rồi về tham số chúng ta bắt đầu chỉnh một chút cho đúng. Cái nào using thì có U, changing thì là C. Kiểu dữ liệu thì phía nãy chúng ta đã có, phía trên chúng ta đã có tạo rồi. Nếu mà mọi người đang code mà cảm thấy một số keyword nó tự nhiên nó hiện màu đen chứ không hiện màu xanh đó, thì mọi người nên kiểm tra lại phía trên mọi người có dư dấu chấm không. Thì ở cái insert, cái xử lý insert này chúng ta sẽ chỉnh sửa cái bản log report. Bây giờ chúng ta sẽ để nó dưới changing, tuy nhiên phần output đó, thì chúng ta chỉ dùng cái data này xuất ra ngoài report thôi. Vậy chúng ta sẽ using thôi chứ không cần changing. Rồi thì insert đơn giản, insert sjfli from cái này. Nếu ai muốn kỹ hơn thì nên thêm cái check cái data này phải not initial mới chạy. Rồi khi mà chúng ta insert xong, nếu insert thành công thì chúng ta một là sẽ move toàn bộ data của cái structure này sang một cái structure mới để đẩy vào cái bản log report. Nhưng nếu như vậy chúng ta cần phải tạo một cái structure để chứa cái log report này. Cái quốc area tên là log report nhé. Đó, đưa hết data từ trong cái data dùng để insert vào trong cái log report. Tuy nhiên sau khi đưa cái này xong chúng ta vẫn còn thiếu hai field. Chúng ta cần phải điền hai field đó, phiên status và phiên message. Bởi vì đây là trường hợp thành công chúng ta sẽ điền đáp án. Còn phiên message thì đơn giản thôi. Data inserted. Message khá là dài.
Trong trường hợp insert thất bại, chúng ta cũng sẽ làm tương tự mua corresponding, có nghĩa là đưa từng field của cái này sang cái structure này, sau đó bổ sung thêm cái status với cái message. Thì insert nếu trong trường hợp lỗi thì thường chỉ có một cái lỗi thường hay xảy ra thôi, đó là duplicate key, có nghĩa là trùng key mới xảy ra lỗi đây không. Còn nếu mà có những cái lỗi khác thì thường nó sẽ liên quan tới những cái phần mà mình check phía trên rồi, chứ không phải đợi tới bước này mới check. Rồi cuối cùng sau tất cả là phải đẩy cái LS report này vào trong cái C đây nó bị bỏ này. Ok rồi phần output này á thì dễ đơn giản là write ra thôi. Tuy nhiên chúng ta sẽ không phải write hết tất cả các field đâu. Ta chỉ write ra những một field quan trọng như align. Line number. Startup. Trước đó thì chúng ta cũng có thể xét những cái ví dụ như format, color, heading. Như đây thì format up. Rồi, cái này là phần header của cái bảng. Chúng ta có thể cho nó cái UI, còn không thích UI thì cũng không cần phải để. Chúng ta bắt đầu loop để xuất data. Cái node này sẽ thay bằng shift static. Cái airline này sẽ lấy từ trong cái work area là log ra. Airline này đơn giản thôi là kẻ ID. Log này là con ID. Static. Và cuối cùng là message. Rồi chúng ta đã hoàn thành phần sức report sử dụng lệnh write. Thì tất nhiên chúng ta chưa thực hiện upload, bởi vậy cái xử lý này mặc dù lỗi loop nhưng mà thực ra nó chỉ xuất ra được một dòng thôi. Chừng nào chúng ta làm xong cái upload và có thể up một lần nhiều dòng đó, thì cái này nó sẽ mang cái ý nghĩa loop nhiều hơn. Rồi chúng ta sẽ thử sử dụng cái data lúc nãy chúng ta save lại. Chúng ta chạy thử execute. Đây, nó đang ở cái mode debug. Chúng ta có thể debug thử để xem cái xử lý và data biến đổi. Đây, thấy data đã được gán thành công vào cái work area SPFLI. Rồi, vào xử lý insert. Nó check có data. Insert data. Insert trả về SysReceive 0, có nghĩa insert thành công. Rồi. Sau tất cả nó xuất ra một cái message tên là message
data insert thành công ở fly schedule. Thì cái phần khoảng trống cho cái message nó hơi dài, bởi vậy nó bị tuột ra ngoài. Chúng ta có thể làm ngắn nó lại cho phù hợp. Chúng ta có thể vào bảng. Để xem cái data có thực sự được insert vào chưa. 48 dòng. Đây. Hồ Chí Minh 299. Chính xác. Nó được insert thành công. Thì như vậy chúng ta đã hoàn thành cái phần xử lý chính cho cái phần tạo một cái fly schedule. Thì đối với cái tạo nhiều cái fly schedule thì cũng tương tự thôi. Đối với cái tạo nhiều fly schedule nhé, thì chúng ta vẫn có thể sử dụng cái subroutine insert này. Nếu mọi người muốn insert trong vòng lớp thì vẫn có thể sử dụng cái insert này. Còn nếu không thích insert trong vòng lớp thì mọi người có thể chuẩn bị data của nguyên cái internal table, sau đó sử dụng lệnh insert hoặc lệnh lệnh insert nó có sử dụng cái from cái table. Ngoài ra có thể sử dụng modify cũng được. Còn cái phần output report chúng ta sẽ sử dụng nguyên si cái xử lý này. Chúng ta chỉ cần thêm một cái xử lý là upload data với xử lý cắt data ở cái dấu phẩy, bởi vì cái file dự kiến là sẽ là file CSV, cắt mỗi cái field nó sẽ cắt nhau cái dấu phẩy. Thì cái này sẽ hướng tới là một cái mục tiêu cho cái phần bài tập.